Trước màn hình ống kính đây thì là một khung cảnh rất là quen thuộc. Và hiện giờ thì tôi đang có mặt tại khu kỹ thuật của DKI Brown ạ. Và chuyên gia của chúng tôi thì đang thực hiện một ca khử thâm dành cho nam. Vâng, đó, như mọi người có thể thấy thì anh khách hàng này của chúng tôi ngày hôm nay thì cái tình trạng môi của anh ý thì anh ý đã từng khử lần một tại DK rồi. Và hôm nay thì đến tiếp tục liệu trình, anh tiếp tục khử thâm lần hai. Vâng, xin chào chuyên gia Khánh Linh ạ. Xin chào mọi người. Vâng, chuyên gia có thể phân tích cái tình trạng môi của anh khách hàng của chúng ta ngày hôm nay không ạ? Khách hàng của mình hôm nay là môi khử thâm lần 2. Vâng ạ. Lần 1 thì môi của em thâm lắm. Vâng. Nhưng mà sau khử thâm lần 1 thì môi đã đỡ lên rất nhiều, nhưng mà vì do cái cơ địa của em rất thâm. À, vâng, là anh là do thâm cơ địa chứ không phải là thâm do hút thuốc đúng không ạ? Lần thì mới có thể hút được. Vâng, theo như tôi được biết thì anh khách hàng của chúng tôi ngày hôm nay thì cái tình trạng của anh ấy là thâm cơ địa, chứ không phải là thâm vì hút thuốc hay là với những cái tác động bên ngoài. Ví dụ như các chị em thì có thể là bị thâm do đánh son, có bị nhiễm chì này. Đó, nhưng mà với cái tình trạng này của chúng tôi ngày hôm nay thì anh khách hàng của chúng tôi do thâm cơ địa và cực rất là thâm. Vậy trong cái quá trình khử thâm cho anh ý thì chuyên gia có thể phân tích cái cách xử lý không ạ? Cách xử lý với những môi thâm nam thì khác hoàn toàn với môi thâm nữ. Vâng ạ. Môi thâm nam thì mình đi màu kiểu màu khác. Vâng. Cũng đỏ như kiểu môi thâm nữ. Vâng, chắc chắn rồi ạ. Vâng, vậy thì sau khi mà môi của anh ấy bong ra thì màu nó sẽ như thế nào? Vì có rất là nhiều những cái câu hỏi của anh nam giới, một phần vì là thâm cơ địa và một phần cũng có những anh nam giới và hút rất là nhiều thuốc và môi vô cùng thâm. Nhưng các anh cũng đã băn khoăn và cũng quan tâm đến cái dịch vụ khử thâm tại DK, nhưng tuy nhiên thì các anh ấy rất là lo lắng vì sau khi mà khử thâm xong thì như hình ảnh ở livestream, những livestream trước thì cũng có thấy là những cái hình ảnh môi đây, như mọi người có thể thấy đây. Các anh ấy rất sợ là sau khi khử thâm xong thì cái màu môi sẽ giống như là đánh son. Thì thế có phải sự thật là như thế không ạ? Môi khử thâm môi nam thì bong ra nó không như đánh son đâu ạ. Nó sẽ nhạt màu hơn và nó sẽ tự nhiên. Nó trở về cái màu tự nhiên ban đầu của môi mình. Tức là nó sẽ hết thâm đúng không ạ? Hết thâm rồi, sẽ là hồng tự nhiên luôn, nó không bị đỏ. Vâng, các anh lưu ý nhá, là với những cái môi thâm này, như các anh có thể hút thuốc hoặc thâm do cơ địa, thì sau khi mà chuyên gia của DK khử thâm thì cái màu môi của chúng ta sẽ trở về cái trạng thái môi tự nhiên đó, và chắc chắn là lúc đó thì đã được xử lý hết thâm rồi đó. Và như anh khách hàng của chúng tôi ngày hôm nay thì đã được khử thâm lần 2 và bây giờ thì chuyên gia của chúng tôi thì đang ủ thêm tê cho anh ý. Vâng ạ. Và theo như tôi được biết thì ngày hôm nay anh ấy cũng đã dặm lại cặp lông mày của mình. Vâng, anh ơi, anh có thể cho em nhờ một chút xíu không ạ? Chúng ta có thể theo dõi, quan sát cái lông mày của anh ấy nhá. Đó, và như mọi người có thể thấy thì cái cặp lông mày này rất là nam tính ạ. Vâng, tôi sẽ quay sát cho mọi người có thể quan sát được kỹ cái cặp lông mày của anh ấy nhá. Vâng, như chúng ta có thể thấy thì phần đuôi này, phần đuôi lông mày của anh ấy thì hầu như là không có lông. Đó. Nhưng mà sau khi mà được Master One Minh Vương thực hiện cái phương pháp kỹ thuật hair shock thì với cách xếp sợi siêu thực siêu tự nhiên như thế này, chuyên gia của chúng tôi thì đã khắc phục được hết những cái nhược điểm của lông mày, nhất là cái phần đuôi này này. Đó, mọi người có thể thấy thì sợi thật đan xen với cả sợi giả. Nhìn rất là tự nhiên nhưng mà cũng nam tính hơn rất là nhiều. Đó. Và một lát nữa thôi thì chắc chắn là tôi sẽ hỏi anh ấy cảm nhận là sau khi mà dặm xăm lông mày và sau khi khử thâm môi như thế nào. Như mọi người có thể thấy thì với cái môi dưới này của anh ấy đã chuẩn bị là sang màu tự nhiên rồi. Đó, như mọi người có thể thấy này. Và không hề có cái dấu hiệu sưng nề nhá. Cho nên là các anh hãy yên tâm ạ. Vâng, thì không biết là với một đôi môi khử thâm dành cho nam thì chúng ta sẽ mất bao nhiêu thời gian để thực hiện ạ chuyên gia? Đến 40 phút ạ. Vâng, thì chắc chắn tùy thuộc vào độ thâm. À vâng. Tức là cái thời gian mà xử lý sẽ phụ thuộc vào cái tình trạng môi của các anh.
và chắc chắn là các anh nam giới của chúng ta thì cũng sẽ không sợ đau rồi. Và đặc biệt thì khi mà kể cả phun môi hay đối với các chị em hay là khử thâm dành cho các anh nam giới thì chuyên gia của chúng tôi thì đều áp dụng cái phương pháp là vi chạm châu Âu. Trong suốt quá trình thì chỉ đi nhạy kim trên cái lớp thượng bì của môi thôi, chứ không hề cày sâu đi mạnh. Đó, thì là rất là nhẹ nhàng. Và đặc biệt thì trước khi làm thì chúng ta cũng được ủ tê rồi. Và trong quá trình làm mà nếu như mà với những cơ địa mà không ăn tê hoặc là cái vùng da môi của mình quá mỏng thì chuyên gia của chúng tôi sẽ có cái bước là trợ tê dạng lỏng cho các khách hàng nhé. Cho nên là mọi người hãy yên tâm. Và đặc biệt thì ngày mai sẽ là ngày cuối cùng mà DK áp dụng cái chương trình giảm 40% cho dịch vụ phun môi, phủ xương 3D và khử thâm môi rồi. Cho nên là các chị em hay là các anh nam giới cũng vậy, nếu như mà chúng ta quan tâm đến dịch vụ này thì hãy tranh thủ để đăng ký ngay. Và đặc biệt thì cũng xin chia sẻ một chút là có thể là do cái tình hình hiện giờ khi mà dịch đang bùng phát thì có thể là các chị em cũng rất là e ngại và lo sợ cái việc đi đến những chỗ đông người hoặc là đi ra ngoài đó, thì các chị em có thể đăng ký online nhé mọi người nhé. Tôi xin nhắc lại là các mọi người có thể đăng ký online này bằng cách là nhắn tin trực tiếp qua fanpage của DK, và đội ngũ của chúng tôi sẽ hướng dẫn các chị em đặt cọc và đăng ký online để giữ lại ưu đãi này cho mình. Và cái chương trình này thì chúng ta có thể sau 2 tháng, 3 tháng thì chúng ta qua làm cũng được, mà mọi người vẫn được giữ ưu đãi này là giảm 40% nhé. Và đặc biệt thì cái chương trình khi mà chúng ta đã đăng ký đặt cọc rồi thì DK sẽ bảo lưu cho các khách hàng đến tận 1 năm cơ. Cho nên là các chị em hãy hoàn toàn yên tâm nhé. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay ạ. Xin chào cả nhà.